Ok, hello xin chào các bạn nha, chào các bạn tôi lại với channel của mình nha. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi game PUBG Mobile các bạn ơi. Và mình đang quẩy cái map xanh hốc hay đậu xanh nhiều hàng quá các bạn ơi. Ok, chúng ta bắt đầu video nào các bạn ơi. Đông vãi nồi luôn nè. Hello, mình tới lại nè các bạn ơi, đào xanh có con boss gì kìa. Ôi dài dạ, ghê thế nhờ. Ui, what the fuck. Tình chiến đấu ra một thanh niên nữa các bạn ơi. Hơi này cũng chết luôn ha. Nhật mình vãi nồi luôn mà, một pha xử lý khá là cồng kềnh ha. Thanh niên nói chung cũng khá là giật mình thôi. Chiến đấu ra một thằng nào nó điên điên cái bài ra như siêu nhân à. Ok, một thanh niên chết cũng khá là nhanh ha. Hơi này mình phát hiện sớm là mình chết sớm nữa nè. Ok, loot đồ miếng ha các bạn ơi. Ok, lên đây là tập làm ninja nha các bạn. Ok, lên đây mình cũng nghĩ là không an toàn lắm đâu. Uầy, có anh đi đang ngồi dưới kia kìa. Ờ đúng rồi, đúng rồi, có anh đi đang ngồi kìa. Rồi, không để ý này luôn ha. Uầy, mình chết luôn rồi. Nhiệt miếng. Mày là mô xin về được. Ngao rồi ơi. Uầy, có anh đi cũng ngáo ngáo nè. Anh đi đó chắc binh hơi cao xíu ha các bạn ơi. Vậy nồi thì nghe đứng nghe nhìn quả thì chứ. Anh đi nó ngáo luôn ha. Không biết đồng đội mình tự nhiên bị chết. Cái đứng ngáo luôn. Ok, giờ mình sẽ lên cho chiếc xe mình sẽ đi làm hính nè. Vì quá thì mới bay nó mới hệ hính vậy các bạn ơi. Ok, với từng cái tài khả năng mà tổng chó thì một phút mà vậy sẽ mất cuộc hính ha. Ok, đi lẹ nào. Không phải là nó lại lụm tứ đấy. Ok, mấy thì cái tên tổ lái mình phải gọi là vải nồi đấy. Tên cướp mấy con vàng các bạn ơi. Ok. Ui à, vải nồi. Đấy, thì cái tình tổ lái mình phải gọi là bét lái luôn nha. Chạy cái xây quả nồi luôn các bạn ơi. Ok đi nào. Ok, hính thì cũng khá là gần resort ha. Ngon luôn. Tạm thời cũng chưa thấy thằng nào lại ha. Ok, tầm chó tầm lẹ nè. Quay AUG nè, AUG3 nè. Ok, lượm luôn ha. Bắn AUG với M762 các bạn ơi. Cũng khá là hợp lý đi. Đùa thôi chứ không hợp lý thế nào. Ok, đi đại đi. Bắn đại đi ha. Ok, thì mình sẽ tiếp tục đi tên cái con đường nhỏ nhỏ đi tới tới đâu ta? Tới resort ha. Lưu hình xong quay lại resort các bạn ơi. Mong là sẽ có người tới resort ha. Ây da, ôi, tổ lái. Uầy, chạy hồi hư xe luôn các bạn ơi. Xe này chỉ chạy được một lần là bỏ thôi chứ không được chạy nữa các bạn ơi. Uầy, ôi hai niên kìa. Hello. Ôi, niên nó chưa kịp nhìn các bạn ơi. Anh niên này thấy nè, uầy. Thấy cũng bán không dính gì nào luôn, quải nồi anh mới đi bắn ghê chứ gắt quải nồi luôn á. Mình đứng như tội tòng ngoài đó mà bắn mình không dính viên luôn các bạn ơi. Ngoài mình xài WBZ mà 416 đồ kiểu mù tạc luôn. UMP đồ kiểu ha. Mấy niên này mới chạy ra resort chắc mới lúa xong rồi chạy ra nghe thấy tiếng xe nó ra nó coi thử á. Ai ngờ nó chết vãi liền luôn bạn ơi. Mấy niên này không thích không chuyện là có nguy hiểm thiệt bạn ạ. Ký kết cho những thanh niên hít nhiều chuyện ha. Rồi ok thì đi sọt nãy giờ thì nó vẫn ở tombo ngon rồi. Nãy giờ ở trong đây là hợp lý luôn. Nghĩ là mình sẽ ra bot cam để ở tombo ha.
Boss Cam nó sẽ hội tụ những thanh niên mà tay to mặt lớn ở bên đó ha. Ok, thì sẵn đi ra Boss Cam mình đi lượm hết luôn nha các bạn ơi. Tiện tay lượm hết luôn nha. Tình hình thì cũng còn 15 hàng nữa bạn ơi, mười mấy hàng nữa ha. Tạm thời mình sẽ cố gắng đi kiếm thật là nhiều kêu bạn ơi, chứ chạy vòng vòng này cũng thấy nhiều hàng như không. Mình đi nè, không biết là mất tiền hết tơ người ta. Ok, của hính này, hính cũng không ai dám lượm luôn, vãi nồi thiệt luôn á. Bây giờ mình đi lượm hính hai cục đó mà chưa thấy ai lượm ha. Wow, ai đớp nè, ngon nè. Ok, bạn ai đớp hai bạn ơi, ai đớp dao gờ hai tàu xuống hính các bạn. Nói chung là phải nói là giàu quả nồi luôn ha. Vừa có tiếng súng nè. Tên này có tiếng súng các bạn ơi. Mong là sẽ có người ha. Ây da, ây da. À, niên nè, niên boss thôi bạn ơi. Niên boss rất là hít chơi lớn ha. Tạm thời mình sẽ chiếm cái núi tới đây luôn ha. Thì tuy núi tới đây nó có tầm nhìn rất là tốt. Có thể thấy những thanh niên chạy bo đến nỗi là có thể tuột luôn cả quần ha các bạn ơi. Ok, nói chung là mình phải chạy cho bo đã. Cái núi này cũng còn tông bo nè các bạn ơi. Ôi 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 dạ. Vừa đi vừa nhìn ha. Ôi, sương mù bắt đầu dày đặc rồi các bạn ơi. Sương mù là nó hơi khó tầm nhìn xíu ha. Nhưng không sao, với cái đôi mắt mà có thể nhìn thấy những thằng chạy bo tuột quần thì mình có thể thấy được những tụi nó ha. Ok, mình vừa mới test súng cho bạn xem á. Đùa xíu thôi chứ test súng bạn ơi. Ok, vô được bo thì mình cứ chạy vòng vòng coi cái nó đâu ha. Mấy anh này cũng núp kỹ phết hay nãy giờ chạy vòng vòng không thấy nào ha. Tạm thời sương mù mình nghĩ là mình nên kiếm chỗ nào để núp cho nó an toàn ha bạn ơi. Có niên như đó kìa. Ôi, làm gì niên làm gì gắt gắt như ta. Núp núp lo vậy đó kìa các bạn ơi. Mình thấy nãy rồi đó. Kìa nó chạy qua, nó bắt đầu nó chạy qua kìa các bạn. Thanh niên này mình nghĩ là người đấy. Để xem mà tình hình diễn biến thế nào. Mà tình hình mình không thấy nó bà nó mất tiêu rồi. Ẩn hơn chị thuật rồi. Ây da da. Quay nồng mới chạy qua nó bắn mình luôn à. Ôi. Một thanh niên Việt Nam mà thích để cờ tàu hựa hả các bạn. Quái nó bắn mình gần nửa cái máu luôn rồi. Mình hên nó mình bắn bừa đó các bạn ơi. Một pha mình phải gọi là bắn mù mắt nó từ vị trí chơi gần mình luôn ha. Ôi niên này bắn 12-49 và đớp ha. Uầy, có 12-49 lụm là ngon rồi các bạn ơi. Ok, tạm thời mình vừa mới chuyển qua combo 12-49 và AWM ha, bắn cho nó phê đó mà. Bắn 12-49 cho nó đã đó các bạn ơi. Tạm thời thì cũng còn mười mấy hàng nữa ha. Quay cơ hàng một hàng niên Việt Nam chết mà bo luôn kìa, vãi nồi vậy. À có tiếng súng nè. Bo càng nhỏ thì tiếng súng thì càng ngang vang tai ha các bạn, vãi nồi lắm. Ok, cũng chỉ còn mấy thanh niên nữa thôi. Ok, cố gắng kiếm giùm cái top 1 thôi ha các bạn ơi. Bo nó hù về đỉnh núi luôn mà vãi nồi chứ. Đúng đỉnh luôn á. Ok, tạm thời mình sẽ đi vòng vòng có tiếng giảm hành như đó kìa các bạn ơi. Ok, những vòng bo này chắc chắn là không có boss nữa đâu các bạn à, người không đấy. Uầy, bắn nhau dưới đó quá chừng các bạn ơi, mình thấy là nó đang bắn nhau xúc quần như đó luôn. Ghê chứ. Tạm thời mình sẽ đứng đây mình canh nó ha, nó chạy vô mình sẽ bắn nó luôn. Uầy, thằng nào cũng bắn kìa. Ôi, chạy kìa. Rồi, thanh niên này mình me rồi nha, mình thấy rồi nha. Ok, một thanh niên người Hàn Quốc ha. Ôi nó cứu kìa các bạn ơi. Trời, cứu quá nó được. Ôi giời, bắn bựa bạn ơi, chứ mình này không thấy ha, cỏ chạy mất tiêu à. Một hơi thì cũng dính ha, clear được một cái đồ đó luôn rồi. Ở thằng nào dưới đó nữa kìa. Rồi thanh niên này chết chắc. Có 12-9 vô là phải khác các bạn. Ủa thanh niên toàn Hàn Quốc không ta. Có thằng nào chạy đó nữa kìa. Chạy chúng tôi này, chạy thôi bắn lại ngoài nồi chứ thanh niên này. Ôi dạ, đậu xanh đó. Nào G đâu vậy? Hướng nào vậy? À bên đó các bạn, bên phải mình ha. Mà nếu thì còn cú bo bắn nhau y xe luôn, không có thời gian nghỉ luôn bạn ơi. Ok, hồi tí máu nào. Ok, nạp tí đạn luôn ha. Đạn 29 mình cũng sắp hết rồi. Sắp hết đạn 5 rồi các bạn ơi. Hơi toàn xíu, nếu hết đạn mình sẽ bay ra mình đấm lộn nó luôn ha. Đùa xíu thôi chứ nó bắn là vỡ mồm luôn á. Tạm thời thì cũng còn 5 thanh niên nữa ha. Cố gắng kiếm cho mình cái top 1 thôi nè. Ok, kiếm chỗ rồi núp thật là an toàn rồi, cái tiếng giảm hành nó bắn nhau y xèo luôn kìa bạn ơi.
Ồ, tìm bước chân luôn, đẩy lên luôn hay gì nè. Ồ, trở lại, toàn toàn niên nè, có niên nào mới bắn nữa. Quay, niên đang đẩy qua cục đá kìa. Niên hết qua đập đá đó mà. Ôi ôi, có hàng bên kia nữa. Ôi, phải nồi. Bắn mình phê quá lên luôn. Ôi. Nói thì mấy thanh niên Hàn Quốc khá là nhiều ha. Thì mình chơi chung với thanh niên này, chơi server Hàn Quốc ha. Nói chung là Hàn Quốc nhiều lắm bạn ơi. Mấy này toàn xài AUG, AWP được kiểu kiểu ha, súng khính mà mấy này lùm khính khá nhiều ha, có niên là chọi smoke kìa. Niên này hút hút này, chọi hút tùm lum này, móc lên khói lên tùm lum ta à. Ok, làm tí hút giảm đau cho bình tĩnh các bạn ơi. Kê hình niên chạy rồi. Hình niên Việt Nam luôn ha. Anh Tây 95, quá thằng heo. Niên này hít xả khói vậy chứ. Ok, vậy là còn một thanh niên nữa, mình sẽ lấy cho mình cái tôm màu ha. Ok, 2 với 1 ha các bạn ơi, mình mong là mình sẽ có nắm chắc trong tay cái tôm màu ha. Dạ. Không biết thanh niên đâu ha, cái chỗ bom đà đi các bạn ơi. Tạm thời mình cũng chưa thấy nó chọi đà nó cũng không dính nữa các bạn ơi. Mò thì nó nhỏ vãi nồi luôn rồi. Nó xíu xíu luôn bạn ơi. Ok, kiếm luôn ha. Ôi. Ôi, anh đi nằm luôn nè bạn ơi, hết sọt luôn ha, top 1 quá dễ lắm bạn ơi.